Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? Only love's paradise, though she's only looking to me. Người ở đâu mà như móc dưới công, còn vào đây pha đám. Mau biến ra kia, không ra ông đây táng cho lật mặt. Còn đứng ngay ra ngắm về nghĩa gì nữa mà không mau chuồn đi. Cút mau đi không sẽ ăn củ đậu bay. Đừng khoe bồ này anh quá gió, muốn bồ này mày chiều luôn. Cái sự à? Tôi đang biểu diễn tự nhiên là sọc vào. Này, tôi không biết nhá. Đạo diễn chương trình người ta bảo là đến lượt chúng tôi ra, chúng tôi ra nhá. Các ông có biết bọn tôi là ai không? À không thì kinh rồi, các ông là ai? À tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Modem. Còn đây là Đắc Kinh. Chúng tôi là Modem Đắc Kinh. Đấy, nhìn đấy. Xem quý vị khán giả vỗ tay đấy. Thế còn ông là ai? Xin tự giới thiệu, tôi một bộ phận không thể thiếu được trong tất cả các phương tiện giao thông. Đấy là gì? Đấy là cái bô. À tôi biết rồi. Bô đấy à, thằng cháu tôi vẫn để ở xó nhà. Bô này là lỗ bô. Bô lỗ, bô động cơ đốt trong ấy. À. My name is bô. Bô rồi. Còn các em đây là? Dạ chúng em là Lây ạ. Ban nhạc chúng tôi là Bô Lây. À, kinh rồi. Bô Lây thì kinh rồi. Bô Lây thì kinh rồi. Này, nhưng mà bọn tôi đang hát nhá, chưa đến lượt các ông nhá. Này, chúng tôi biết không biết, chỉ cần biết rằng là các ông dừng hát là chúng tôi vào. Đạo diễn đâu rồi? Các em à. Vào gọi MC hay là đạo diễn chương trình đây, MC. Gọi MC đây. Đâu MC đâu? Tôi phải có một người đây chứ không thể như thế được. Chị ra đây. Vâng ạ, xin chào các anh. Vâng. Chào chị. Bây giờ chị nói cho rõ ràng là tại sao chúng tôi đang hát. Vâng, chúng tôi vừa mới hát xong mà chúng tôi đang tập tành như thế này thì tại sao bây giờ là có một nhóm nhạc khác là nhảy vào? Chương trình đã chị nói này. Để tôi nói cho mà nghe. Tức là thế này, tôi đang biểu diễn mà này, tôi nói cho ông biết. Thống nhất. Các anh có nghe tôi không nhỉ? À dạ vâng. À vâng chị thì chúng tôi nghe chị. Bây giờ chị là MC. Chị đã cần người dẫn chương trình. Mời người dẫn chương trình ra đây. Cũng phải để cho tôi nói một chút chứ. Vâng, chị nói. Vâng, thưa quý vị, đây chính là hai ban nhạc huyền thoại mà chúng tôi mời đến sân khấu của Gala Cười năm nay. Mời quý vị khán giả hãy dành cho họ một tràng pháo tay thật lớn. Và xin mời hai ban nhạc đi vào. Ôi! Này, tôi phản đối. Chị làm ăn cho cẩn thận nha. Chúng tôi vượt ngàn trùng xa cách đến đây để biểu diễn cho bà con trong chương trình này. Đúng đấy, rồi. Mọi người lại vỗ tay cho mà xem này. Đấy, đấy, đấy. Không. Thế mà chưa biểu diễn chị. Các anh đã nói là để tôi nói, để tôi giới thiệu. Thì các anh phải để tôi giới thiệu chứ. Vâng, các anh phải nghe tôi chứ. Chị muốn nói gì thì chị nói, nhưng mà nói phải đúng. Đúng. Bây giờ chị nói mời chúng tôi vào như thế là không được. Không thể nói cứ thào như này được. Đúng kiểu rồi. Kiểu gì cũng phải thi đấu. Được rồi. Nhá. Ông thích thi đấu kiểu gì? Được rồi. Dựa theo trên tinh thần nổi tiếng của hai ban nhạc rồi thì phải thi đấu theo đúng khả năng của chúng ta thôi. Được. Riêng ban nhạc chúng tôi là lên cao vút là Họa Mi chỉ có cút ra ngoài, xuống mất hút là Hà Bá chỉ có thụt xuống sông. Còn ban đêm mà riêng ban nhạc chúng tôi mà đã hát thì mèo tỏ tình gọi bọn tôi bằng cụ. Nhá. Thế tóm lại là thích thi kiểu gì? Vật nhau luôn đi. Vật. Để tôi vật. Thôi ông ra đi, tôi bảo đấy, mình vật làm sao được với bọn nó. Trông bọn nó khỏe thế kia cơ mà, đen chùi chuỗi thế kia mà. Hơn nữa là thế này. Úi giời ơi. Này, nó còn bôi dầu bóng đấy này. Này, ông bảo ai bóng? Đây không phải dầu bóng. Hả? Trước khi hát là ban nhạc chúng tôi nhảy vào cái thùng phi dầu luyên. Này, thế sao không nhảy luôn mà thùng nhựa đường đi cho nó đen chùi chuỗi luôn. Chứ thế này trông nhòm nhèm lắm. Không phải tỉa đẻo, lần trước nhảy rồi nhưng nó dính mồm không hát được. À, được rồi. Thế bây giờ thế này, tóm lại là không thể thi vật nhau được. Đúng. Mà bây giờ để thống nhất cái phần thi ấy, là phải mời chị MC. Tức là phải có một trọng tài. Đúng rồi. Đây, chị mời chị em. Đâu rồi?
Chào chị đâu? Chị, này, chị ở đâu nhỉ? Tôi ở đây. À, vâng, mời chị, mời đây, đây, đây. Mời. Tưởng các anh quên tôi rồi. Vâng. Chị hôm nay trông như con chim mình khuyên mi. Cũng không phải nói đều. Không mặt đỏ từ đầu đến. Bây giờ là chúng tôi nghe ý kiến của chị, nhưng kiểu gì chúng tôi cũng phải thi đấu và phải hát. Theo tôi thấy thế này, chúng ta sẽ hát một bài hát thôi. Chọn một bài hát nổi tiếng rồi mỗi ban nhạc hát một đoạn. Thế là được chứ gì? Được. Được, được ngay, đúng chuyên môn. Trời phú cho chúng tôi một cái cổ họng rất là tốt nhá. Mà lưỡi gà của chúng tôi là khác hẳn lưỡi gà mọi người. Mình là lưỡi người. À lưỡi người. Phải lưỡi gà. Thôi được rồi, lại bắt đầu đấy. Vâng, vâng. Bây giờ nếu mà quý vị khán giả đồng ý thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ đưa một ca khúc nổi tiếng ra để hai ban nhạc bắt đầu hát. Và tôi nghĩ rằng là sẽ nên chọn ca khúc Happy New Year. Không được. Tôi phản đối. Lại bởi vì cái bài Happy New Year nó là của một cái ban nhạc rất là nổi tiếng. Đúng. Mà chúng tôi đều là những ban nhạc rất chuyên nghiệp. Đúng. Chúng tôi không thể nào lấy bài hát của một ban nhạc khác để hát, người ta gọi là đạo nhạc. Hát xong người ta bảo Bonnie đạo chích thì chúng tôi không thích đạo chích. Đúng. Các anh lo vấn đề bản quyền, lo vấn đề đạo nhạc chứ gì? Vâng. Tất nhiên là ban tổ chức của Gala Cười cũng tính đến rồi. Ở đây chúng ta chỉ mượn giai điệu của ca khúc Happy New Year. Vâng. Còn chúng ta sẽ hát như một cái hình thức để vui, tặng nhau nhân dịp năm mới. Chứ không phải là chúng ta sử dụng bài hát của họ mà không xin phép. Các anh yên tâm chưa? Thế cũng được. Các anh đồng ý chứ gì? Được. Với cả là chúng tôi đã thống nhất trước tất cả mọi người này thì tôi cũng tin rằng đây không phải cái gì mà giấu giếm cả. Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, vâng. Chúng ta hoàn toàn có thể thôi mà, đúng không? Bài Happy New Year. Đúng rồi. Happy bên đấy có làm được không? Đơn giản, không có vấn đề gì cả. Khi mà chị ấy nói là không có vấn đề gì thì bọn tôi cũng nghĩ rằng là không có vấn đề gì. Thôi được rồi. Vâng, và bây giờ phần thi đấu của hai ban nhạc huyền thoại Modern Talking và Bonnie bắt đầu. Tôi quy định là bên này là cổ vũ cho Bonnie. Nào, những cánh tay của Bonnie đâu? Rồi, những cánh tay của vũ cho Bonnie đâu? Hồ Văn Tân, Modern Talking. Ông có muốn trở thành ban Modern Thần Kinh không? Sao lại lấy fan của Bonnie ra cổ vũ cho Modern Talking thì ông bị làm sao đấy? Thì ông bị cướp fan à? Nhầm. Nào, bắt đầu nhé. Năm bình thân qua rồi, cùng hân hoan mừng vui đón chào năm mới sang, năm Đinh Dậu mò đâu đâu cũng thấy vui tươi. Chào năm mới trong sắc tươi hoa đào, mình dù nhau cùng mua lá rong, gói bánh chưng, luộc bánh chưng, chúc năm nay an khang mọi nhà. Mừng một năm mới đến, mừng một mùa xuân sang, nào cùng nhau hát lên bao khúc ca yêu thương, chúc cho năm mới luôn tươi vui cùng hạnh phúc ngọt ngào, rất ngọt ngào, quá ngọt ngào. Đến ông đấy. Bình tĩnh như thế. Fan của Bonnie đâu? Năm, bốn, ba, hai. Năm ơi, năm con gà, mình cùng nhau treo lên nóc nhà, bắt con gà, vặt lông gà, xe phay ra chấm chanh tươi muối ớt ngàn ngọt. Hát mà tự nhiên mang cái phong cách rừng rú vào đây như nào? Rõ ràng chúng tôi đang hát nó trữ tình, nó lãng mạn, nó mùa xuân sang như thế. Ông tự nhiên ông lại rủ nhau lên nóc nhà rồi bắt con gà rồi xé ra chấm mỡ. Ông hát cái kiểu gì mà phàm phu tục tử quá. Thế tôi hỏi các ông, Tết đây các ông có thắp hương mà gà không? Thôi. Xong các ông có thịt gà không? Thịt có. Gà xong các ông có phải đem ra để đánh nhắm không? Thì người ta bảo rằng là thịt gà xé ăn ngon hơn thịt gà thái. Tôi là tôi thích ăn thịt gà xé. Thôi, phàm phu tục tử lắm. Năm mới ấy, có nhiều điều lo lắng lắm. Ví dụ như là không dám đi ra đường vì mình luôn gặp dân ốc riêu, say ngất ngây, say tối ngày, sáng say xưa tôi cũng say xưa. Vào nhà nào chúc Tết đều bày rượu bia ra, rồi chủ nhà ép anh em uống cho thật nhiều, uống xong xuôi máu me trầu điên rồ gà.
gây tai nạn. Ôi giời ơi. Ôi. Này, đặc biệt ngày Tết mà người ta gọi là ngày Tết đoàn viên, tất cả mọi nơi đều tụ họp về, anh em có khi cả năm mới gặp nhau. Cho nên là mỗi khi sum họp lại nâng ly cùng rô đất trời say bét nhè cho chó ăn chè. Có ông kia đứng trên vỉa hè. Đứng làm gì? Đứng làm gì? Đứng làm gì? Ông đi tè. Đấy, đầu xuân năm mới mà như thế đấy. Này, quá kinh luôn. Này, tôi kể cho chuyện này. Chuyện gì? Ở chỗ tôi ấy, có hai bố con nhà nó. Sao? Đêm 30 Tết, ông con rể mới sang thăm bố vợ. Thế là quý nhau, em mở chai rượu ra uống. Hai bố con này uống hết hẳn một chai. Thế là ông bố tỉnh dậy vào ngày mùng 7 Tết. Còn ông con rể thức dậy đúng vào ngày rằm tháng giêng. Thấy kia tôi kể chuyện khác đây này. Sao? Xuân mới sum vầy, ngồi cùng nhau từ nay đến mai. Chơi rất kinh, chơi suốt đêm. Bố con anh em lôi nhau ra chơi. Khiếp, chơi cái gì mà chơi nhiều người thế? Này thì còn ắt bích, này thì còn ba cơ. Còn một khe, đánh con này bố ăn phải chịu. Bố ăn luôn, bố ăn ủ luôn, bố hạ cả bài xuống tiền. Mày đánh cho bố ăn ba cây nhá. Ủ nhá, đền lạc luôn nhá. Bố thôi đi. Có cái gì? Bố chơi ăn gian vừa đây. Mày ăn gian mới đền luôn còn gì nữa. Không, mà mày ăn gian đi. Mày mới thằng ăn gian. Mày, chính mày. Tao là bố mày, tao lại thèm. Tao là con mày mà tao lại thèm. Này, chúc mừng năm mới. À, chào bác. Hàng xóm sang chúc Tết đây. Vâng. Chúc hai bố con sức khỏe này. Và hòa thuận nhá. Không không, năm nào nhà em vẫn hòa thuận bình thường mà. Tôi sao vừa thấy cãi nhau mà. À không phải đâu, cái thằng này đấy. À thằng nhá, bác xem nhá, em đánh con gì mà bây giờ. Thôi. Ui giời ơi, tôi biết ngay mà, cãi nhau đánh nhau chỉ vì cờ bạc đỏ đen thôi mà. Thôi tôi sang tôi rủ nhà ông đây này. Năm mới đi lễ chùa, mình cầu mong một năm phát tài. May mắn nhiều, lộc lá nhiều. Bố con anh em thương yêu nhau. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thôi đi thôi bố. Thôi. Năm nào thế, cứ đi đến cổng chùa là tôi lại phải đi về đấy. Tại sao? Ôi giời ơi, nó là thế này. Vừa dừng xe, ba bốn ông lao vào, giành giật nhau là trông chỗ này, trông chỗ kia, gửi giá cao, giá xem cũng 50k. Gửi xe giá cao có phải không ạ? Đúng rồi. Đấy là ở phía ngoài chùa. Úi dồi. Còn vào trong chùa mới kinh. Trong chùa hả? Vào trong sân, năm sáu cô sồng vào, mời xem tay qua cao lá trầu. Hay khấn thuê, mời rút què, nếu không xem sẽ biết tay nhau. Rồi thì chuyện viết sơ, nhờ thầy nào cho hay. Bởi nhiều thầy quá nên không biết tin thầy nào. Xếp hai bên rất nhôm nhoàm, chật hết lối vào. Lối vào chùa. Ôi, đây rồi. Ôi trời ơi. Có thầy viết sớ đây rồi. Rồi. Nhờ thầy đi. Dạ, năm mới chúc sức khỏe thầy. Chào thầy ạ. Tín chủ đấy ạ. Vâng, hai đứa con đi lễ. Dạ, nhờ thầy viết cho cái sớ. Thầy viết chữ Quốc ngữ, chữ Nho ạ. Hỏi vớ hỏi vẩn đầu năm mới. Nhìn cái bảng biển đằng sau ấy. Có nhìn thấy gì đâu thầy. Đấy, có cái chùm nho đấy. Tôi là chuyên viết chữ Nho. Hiểu chưa? Viết chữ Nho là phải có chùm nho. Đúng rồi. Này, ông bên kia kìa. Này, nhái hàng tôi, hiểu chưa? Nhưng mà chùm nho đấy xanh lắm. Nhìn chùm nho của tôi nè. Đấy. Thế là thế nào? Tím thâm vào. Thế người ta mới gọi là thâm nho. Thế còn nhà bên kia thì người ta gọi là xanh nho. Thôi, thầy viết đi cho. Tên là gì nhỉ? Dạ, Vũ Tự Long ạ. Long Vũ Tự. Thầy ơi, sao thầy lại viết ngược ấy? Nho nó phải lộn. Nho nó phải lộn. À, nho phải lộn. Câu gì nhỉ? Dạ, câu tài cầu lộc ạ. Cầu tài cầu tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa. Dạ vâng. Được quá. Dạ, con câu. Dạ, thắng Đặng Quang ạ. Đặng Quang thắng. Sao lại thế? Nho nó phải lộn. Nho nó phải lộn. Câu gì? Dạ,
cầu tình duyên thầy ạ. Tấn tình, tấn duyên, tấn huyền thuyền. Ôi, sao lại tấn huyền thuyền thầy ơi? Tình yêu mà. Cứ nói thôi tôi không biết. Ấy thầy, thầy. Thôi. Trẻ người non dạ có gì sai thì thầy chỉ. Đâu phải đùa. Thầy chỉ cho. Một ngày là tôi chỉ viết có 20 sớ thôi. Vâng. Chứ không phải đùa đâu. Không phải ai đến tôi cũng viết đâu. Thôi thầy bỏ qua. Tôi nhìn mặt thế này là cũng khoảng ngoài 40 rồi. Dạ đúng rồi. 49 rồi. Vâng. Thế thì 53 sắp tới đấy. Đúng rồi đấy. Thế này mà chưa có tình duyên đấy. Tôi viết cho Tấn Luyên Thuyên, tức là cậu Luyên Thuyên gái nó vẫn theo. Thế hay quá. Đầu xuân năm mới. Dạ vâng. Hai cậu mỗi cậu một cây bì màu đỏ cho nó tươi. Vâng. Cảm ơn thầy. Cầm lấy cả đấy. Vâng. Cảm ơn thầy. Bên này là công danh tài lộc. Dạ. Còn bên này là tình duyên nhá. Này, ra đây. Thì cái này bên này là công. Cái này thì cái nào của ông, cái nào của tôi nhỉ? Sao lại giống nhau thế này, làm sao mới biết được? Thầy ơi. Cái gì đấy? Thầy cho bọn con hỏi cái. Thì hai cái này thì là cái nào là tình duyên, cái nào là tài lộc ạ? Mỗi thế mà cũng. Vâng, thầy xem hộ. Không, không. Cái này là ai viết sao đưa tôi? Ôi trời, thầy vừa mới viết ở đây xong mà thầy bảo mới viết. Tôi vừa viết hả? Vâng, thế thầy không đọc được chứ thầy vừa viết à? Ô các bác ấy, có phải em vừa viết không nhỉ? Vâng, hóa ra em viết. Vâng. Cậu tên là gì? Dạ Vũ Tự Long. Đây. Dạ. Cái này là của cậu đây này. À, dạ, đây này, hình con rồng đây này, xoáy một cái đây này. Dạ, rồi bay trên mây đây này. Đấy. Thầy thế này mình không biết đây được. Đây của cậu đây. Vâng. Đấy nhá. Này, ông à. Hả? Của tôi cũng xoáy trên mây này. Giống nhau. Ừ. Thầy ơi. Thế Quang Thắng Tự Long là giống nhau hết à? Sao lại giống nhau? Ra đây thầy xem. Thầy biết như kiểu sao y bản chính ấy. Sao cũng xoáy này, cũng xoáy này. Thôi thế này nhá. Thế quá. Đầu xuân năm mới, các cậu là cứ đặt lên bàn thờ, lúc sau thì hóa. Vâng. Lúc cháy bùng lên thế thì các cụ ở trên sẽ chứng hết nhá. Này, thầy ơi. Tại sao lại thế? Là bởi vì lửa bịp thôi biết nho nhẹ gì. Vì mục tiêu là moi móc tiền, chặt chém tiền, thu giá cao. Có bao đôi lễ xong. Sao mà thầy? Có bao đôi là đang yêu thương nhau. Vâng. Nhưng mà đi lễ chùa rồi viết sớ rồi cứ tin vào những cái điều đấy. Thế sao rồi sao ạ? Cho nên là có bao đôi lễ xong chia tay. Đấy, cứ tin cho lắm vào. Thôi. Tôi thấy từ nãy giờ mình toàn kể những cái chuyện mà ai nghe cũng thấy chán ấy. Bây giờ năm mới mình phải kể cái điều gì tốt đẹp chứ. Vậy thì chúng ta phải rút kinh nghiệm trong năm mới, phải không các bác? Là năm mới phải nhìn vào những cái gì nó hay hơn, nó tốt đẹp hơn. Dành một tràng vỗ tay cho năm mới. Tết đến, Tết chúc cho ông bà cùng cô dì chú bác. Tết đến, Tết chúc cho anh chị người thân cùng các cháu. Tết cùng sum vầy sum sướng về muôn nhà, hạnh phúc cùng gia đình đầm ấm yên vui. Tết đến cứ hát ca ấy thế nào loanh quanh luẩn quẩn nó lại vang khắp nhà. Tết đến chúc an khang muôn nhà từ nam về tới bắc. Tết đến chúc năm nay phát tài cả năm tiền chất đống. Gió mùa xuân về thời tiết đẹp vô cùng, chúc cả năm liền mùa màng sẽ sinh sôi sướng quá.